Hi, chị Trà Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà vườn mai của em về được ba giống mai rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó là cúc 150 nha. Cúc 150 thì cái gốc nó đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Do là ấy là cho nên là em không có môi rễ lên do nhiều quá thì cây cao tầm khoảng 3 tấc của em đi lên nha. Thì cũng có cây có nhánh. Nhà có cây, nói chung là đa số thì có 1-2 nhánh nha. Và đặc biệt là nó đang cũng đang có một số cây nó đang tạo nụ kim để chơi Tết hết cả nhà. Thì cái lô này em bán với giá chỉ có 70.000 một cây thôi nha. 70.000 một cây. Và nếu mà ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Còn hàng bên đây là hàng đại lộc nhỏ nha cả nhà. Đại lộc nhỏ thì giá đang tạo nụ rất là nhiều đây. Đó. Cây nụ rất là nhiều luôn nha. Giá thì cũng chỉ có 70.000 một cây thôi nha cả nhà. 70.000 một cây, nếu lấy 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Cây cao tầm khoảng 3 tấc đi lên. Dễ thì được uống chi chết hết nha. Đây đây, đây cả nhà nhìn thấy không? Cây rất là đẹp luôn nha. Rồi, cây cao cũng có nha cả nhà. Cây cao cũng có. Nó nụ thì đang tạo nụ rất là nhiều luôn nha. Chỉ có 70.000 một cây em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà ơi. Còn bên đây là giống dạo Phú Tân nha. Dẫu Phú Tân thì hoa của nó tầm 8 đến 12 cánh, hoa chùm rất là đẹp nha. Đó, cây của em thì rất là xum xuê luôn. Thì cây này em bán cũng giá chỉ 70.000 thôi nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nếu lấy 3 cây. Rồi, đây là dẫu Phú Tân nè. Đó, dẫu Phú Tân cây rất là đẹp, cây cứng mập, rất là mập luôn nha. Rất là xum xuê luôn nha cả nhà. Trời. Rồi, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc Chè Bông nha. Rồi bên đây là cúc hồng lộc. Đây cúc hồng lộc. Cúc hồng lộc thì cao tầm khoảng 2 gang tay của em. Thì em thấy có quấn rễ bí nè. Nó rễ bí đủ loại hết. Rễ lò xo đồ luôn. Cúc hồng lộc này thì hoa của nó rất là đẹp nha cả nhà. Cây cao tầm khoảng 2 tấc đi lên nha. Đây cúc hồng lộc. Cúc hồng lộc nha. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc Chè Bông nha.